Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn nè. Cây siro mình trồng được mới có khoảng 4 tháng. 4 tháng mà lúc mình trồng thì cái cây nó chỉ có khoảng 30cm. Mà hôm nay cây nó đã cao khoảng gần 70cm. Nó dễ trồng lắm. Về mình chỉ cần xới đất cho nó xốp, xong mình đặt xuống, mình lấp đất lại. Khi mà cây nó bén rễ thì các bạn nếu mà nhà có phân bò mục hoặc là tro trấu xơ dừa đó, các bạn cứ trộn vô thêm một ít cho cây để chỉ cần tưới nước. Mình cũng không có rải phân gì nhiều mà cây nó vẫn tốt, không có bị sâu bị bệnh. Đây. Lá nó rất là mướt này các bạn. Cây siro này rất là dễ trồng. Miền Nam với miền Bắc đều trồng được. Đây là cây, cây này khoảng hơn 1 năm tuổi. Cây cao khoảng 1m6 rồi các bạn. Cây này nó vừa ra trái mà giờ nó đã hết mùa. Trái nó vừa chín rụng hết rồi. Siro thì nó chịu nước, nó ưa nước. Mình cứ tưới nước cho nó một ngày hai lần thì nó nhanh phát triển lắm. Cây nó có nhiều gai nha các bạn. Từ lúc mình trồng tới giờ là mình không có phun thuốc gì hết. Mà lá nó vẫn xanh mướt, nó không có sâu gì hết. Giờ siro được khách hàng rất là ưa chuộng, tại vì nó khi mà cây lớn ấy, nó cũng có giá trị lắm, vừa làm kiểng mà vừa làm lấy trái để mình nấu nước làm nước siro uống rất là ngon. Các bạn cứ bấm đăng ký kênh của mình nha, mình sẽ giới thiệu và chỉ với các bạn cách trồng cây. Các bạn nào có thắc mắc muốn biết thêm kinh nghiệm hay gì đó thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình qua số 0977 419 253. Mình xin cảm ơn các bạn.